xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là YouTube Mhero đây. Và hôm nay clip lần này mình sẽ nói về cái mới trong cái bản update lần này, và chủ yếu là bản update lần này thì nó mang có hai tính năng, đó là cái con hai cái con mới này, một con là con Hunter là con, với hai là con Zappies. Con này thì mình thấy là khá là hay, nhưng mà con này đi chung với tanh là ngon. Đi chung với tanh như kiểu dai là ngon. Bây giờ Hawk bị nép rồi, mình nghĩ là Hawk bây giờ sẽ chiếm dùng ít thôi. Tại vì là bây giờ nó nâng lên 1.6 hơn 0.1 giây trong một đam của nó. Với con Hunter thì mình thấy là máu hơi yếu. Tuy nhiên nó được cái là nó có một cái là rất là hay ở cái điểm là cái khả năng bắn tỏa. Vì vậy thì con này mà cản như kiểu là gang hay là bắn ruồi khá là tốt, con này bắn ruồi tốt. Tuy nhiên cần tanh, ví dụ như con này tốn 4 Eli mà nó có thể thay cho được ruồi. Mình nghĩ thay được cho rồi thì counter lava rất là tốt. Còn đối với Zappies này, con này máu ít, tuy nhiên thì mình nghĩ là đi với tanh như kiểu Zion rất tốt. Con này ba con reset là mà gặp thay cho equip là ngon. Tuy nhiên so với máu con này không có spam. Nếu mà so sánh như thế này thì mình nghĩ là equip vẫn hơn. Tuy nhiên khi mà gặp mình đã có đánh một vài trận rồi thì mình thấy con này khá là hay, có tanh khá là hay. Và bên đây thì nó cũng có một cái thay đổi mới, là bây giờ là Legendary King Chest này, Fortune Chest này, với lại Lightning Chest này. Và thay đổi một chút thôi, tuy nhiên thì đây cũng chính là cái hút máu của Supercell thôi. Trên đây thì chúng ta sẽ có một cái Daily Fortune Chest, mình có thể mua cái này, nhưng mà cái này hút máu thôi. Ok, mình sẽ nói về 3 trận mà mình đánh này, để mình chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm tại sao lại mình chọn những con này. Okay. Thông thường đối với những như thế này á, mình sẽ chọn là poison hay lock, vì trong cái bài đầu mình cần một con có thể gọi là một cái thẻ dam spell ngon. Bây giờ với lock, bây giờ họ có lock rồi, mình sẽ chọn một con duck goblin để có thể, tại vì là với ice spirit mà mình chưa có một thẻ gì thì mình chọn là duck goblin. Và bây giờ là mình chọn con hunter và con skeleton giant. Vì có skeleton lion giờ này mình chưa có một con tanh nào đấy, vì vậy là mình phải cần một con tanh, mà con này khá là tốt. Ban đầu thì họ xuất phát bởi mấy con ba con Zappies, thì mình thả ngay con Wick, tại vì con Wick này nó đẻ quân rất là nhanh và có thể counter được ba con này rất tốt. Và tiếp theo là mình sử dụng con hunter. Con hunter này có một điều đó là các bạn có thấy là bắn tỏa rất tốt. Vì vậy con này mình nghĩ là khi mà kết hợp với tanh mà có thể counter được lava này, counter được mấy bắn ruồi hay là bắn gang khá là tốt và đa năng hơn, là rất đa năng. Tuy nhiên con này có một điểm yếu là đam yếu và đam hơi chậm. Đấy, các bạn thấy là khi mà mình thả Duck Goblin xong mình ép họ phải dùng lock. Đấy, và bây giờ mình hình dung được là cái deck của họ như thế nào thì bây giờ mình push từ thôi. Lưu ý như khi mà đánh những cái deck kiểu này á, mà mình chọn random thế này á, thì mình hãy thả những quân mà mình biết ít bị counter thì các bạn sẽ tốt đánh. Bây giờ mình sẽ chọn Wick thôi. Vì vậy mình dùng PK. Ở trong tơ này thì mình ra PK hơi sớm và như vậy là mình không có đủ quân để có thể support cho con Pekka. Đấy, các bạn thấy là khi gặp Pekka mà gặp ba con Zappies này thấy sợ không? Vì vậy mình nghĩ là trong khi mà xuất hiện ba con Zappies này thì mình nghĩ là Pekka sẽ bị không còn được ưa chuộng nữa. Gọi là meta. Deck Pekka mình nghĩ là không còn ưa chuộng nữa khi xuất hiện còn ba con Zappies này. Và con Zappies này khi mà xuất hiện với lại deck lava, deck gì nhỉ? Mình nghĩ là deck cần một con đi nhanh hơn một chút, mình nghĩ lava cũng được. Đó là mình suy nghĩ của mình thôi, tại vì mình chưa test, bây giờ mình mới chỉ đánh vài trận này thôi. Đấy, các bạn thấy khi ba con mình thả con Pekka để chặn cái con Frisky này, thì đây các bạn thấy con Pekka của mình chỉ chém mỗi một phát thôi và nằm sống rồi. Đấy, ba con Zappies này kết hợp với tanh thì rất là tốt. Đấy, đối với con Hunter thì đam rất là mạnh, đam không mạnh, vì vậy là con này cũng phải cần một tanh tốt.
Mình nghĩ kết hợp với lại con Zion hay là Zion Skeleton cũng ngon. Vì những con này là con bắn xa, những con này con bắn xa vì cần một con di chuyển, nó không thể rất khó có thể kết hợp với con Zion Ryan Zion. Con đấy nó chỉ đứng lại thôi, nó đứng lại nó không có đi, nhưng mà gặp mục tiêu. Đấy, đây là trận đầu tiên. Tiếp theo trận thứ hai, mình sẽ nói tại sao mình lại không chọn Hawk. Ban đầu với Lock và Around thì mình nghĩ là mình sẽ chọn Lock. Tại vì sao? Vì Lock nó có thể cản tốt hơn. Còn với Around thì nó chỉ giết được vài con. Khi mà gặp Archer ấy, thì Around lại rất là phí. Tại vì Around không giết được cả hai con Archer. Mà mình biết là đội bạn là chắc gì cũng có nên mình chọn Lock. Tiếp theo giữa Hunter và con Zappies thì mình sẽ chọn con Hunter. Tại vì con Hunter có thể bắn được con Zappies. Và bây giờ mình chọn Archer. Bi đơn giản ngay đầu tiên là các bạn thấy là đội bạn đã... Mình đã nhường đội bạn cho dùng Around rồi. Đấy, và mình tiếp theo là mình chọn con... Đấy. Bây giờ là mình cứ từ từ xem là đội bạn thái gì đây. Mình nhường Hawk cho đội bạn bởi vì là mình nghĩ là Hawk trong đây sẽ yếu. Vì sao đợt update này mình nghĩ là yếu. Yếu một chút thôi. Nhưng mà yếu một chút cũng là yếu. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ thả ngay những con mà gọi là thăm dò thôi, những con vô địa thăm dò. Để với những trận này mình cứ thả Archer hai bên. Thông thường bạn phải thả hai Archer, hai tách con, tách hai con Archer hai bên nhé, không đi cùng một bên được. Nhưng cùng một bên là trừ khi nó phải có tanh. Bây giờ tiếp theo họ sẽ dùng họ thả hai ba con Zappies. Các bạn thấy là lock không chết ba con Zappies, nó chỉ mất gần như là 60% máu thôi. Đấy, bây giờ là nhìn boost tank, có tank thì các bạn thấy là khi mà họ... Đấy, dùng Ground rồi, các bạn đã thấy là hai con Archer nó vẫn sống. Và bây giờ tiếp theo là một con giáp, con Hunter nó bắn. Thực ra con Hunter này mình thấy là... Nó cũng có cái hay và có cái dở. Tuy nhiên là mình thấy là cái hay vẫn hay hơn, nhìn hơn một chút. Tiếp theo mình biết là đội bạn có Hawk nhưng mà mình chưa biết đội bạn có Mega Knight. Mình chưa biết đội bạn có Mega Knight nên là mình cứ từ từ phút mình... Đội bạn cũng rất là chần chừ khi mà sử dụng Hawk, không dám thả Hawk và cứ vừa từ là cứ phút bình thường thôi. Mà mình sẽ phút ngựa từ từ. Khi mà đợi mà có đông đông một chút đấy, mình nghĩ là phút ngựa sẽ hành nên là mình sẽ giữ lại con Duck Prissy. Từ từ, bây giờ họ thả Hawk, mình biết là họ sẽ go around nên mình sẽ thả con Duck PC trước và mình sẽ nhử cho đội bạn thả những con dùng go around, sau đó mình sẽ cút từ từ nhử cho đội bạn. Đấy, tiếp theo là cút Archer. Thực ra là tên này mình đặt Archer hơi sớm thì Archer sẽ đặt phía sau con ICV Jack sẽ hay hơn. Bây giờ thì mình biết là họ sẽ go round nhưng mà mình chưa biết là họ có con thẻ cuối cùng là con đắc con Mega Knight. Mình sẽ push từ đợi cho đội bạn, có rất thả rất nhiều cái con đắc goblin là mình sẽ con goblin spear thì mình sẽ thả lock rồi sẽ cảm hết luôn cả cái mộ kia. Nhà xương không phải con mộ. Bây giờ thì đấy các bạn có thấy bây giờ là mình cứ từ từ mình push thôi. Đấy, các bạn có thấy là lựa chọn rất là thông minh khi mà nhường Around cho đội bạn mà mình sẽ chọn hai con Archer. Rất là hay. Và khi ép đội bạn ra được cái Archer rồi, Sam ra được cái Around rồi thì mình sẽ push từ từ rồi con Duck Goblin. Đấy. Rất là đơn giản thôi. Và tiếp theo là mình sẽ chia sẻ một kinh nghiệm nữa khi mà đánh với lại deck này. Đây. Đầu tiên là Goblin Gang với Goblin Spear thì mình đã Goblin Gang luôn tại vì nó đa năng hơn, nó chỉ hơn ở một Ely thôi nhưng mà nó đa năng hơn. Sau đợt update này nó chỉ nép con Goblin thôi chứ không Goblin Spear thì không bị. Tiếp theo mình vẫn chọn Archer và bây giờ mình dùng Lock, mình không dùng Around. Cũng giống như bài lần trước mình không chọn Around. Bây giờ giữa Musketeer và Ram thì mình chọn Ram rồi bởi vì đơn giản là mình chưa có một cái thẻ điều kiện chiến thắng. Vì vậy là mình cho chọn Ram. Và bây giờ là cứ từ từ xem đội bạn nó push gì đây. Mình
mình sẽ thả những quần nó gọi là thăm dò trước, như là gan. Mình không thả ram nhé. Ram là chỉ khi mà các bạn đã biết là đối phương có gì mình sẽ thử thả ram sau nhé. Hoặc là mình bất đắc dĩ là mình phải thả ram để thủ. Còn ban đầu mình không thả ram đầu tiên. Họ sử dụng ORAL ngay vào ban đầu, bây giờ khá là manh động. Bây giờ mình thả Zion, Zion Ryan. Bắn. Họ thả Mega Knight trong turn này. Rất là khó thì mình chưa có một quân nào có thể trong tình huống này, mình khá là khó. Vì vậy mình sẽ đặt ngay cái đặc quân, cái bomb tower. Và sau đấy mình sẽ thả gan để móc lốp. Nhưng mà trong turn này thì mình thủ khá là ok, mà con Mega Knight nó không nhảy được. Rất tốt. Và họ thì cũng không push, họ cũng... nếu mà họ tơ xong turn đấy mà họ push tất tay thì mình nghĩ là mình cũng khó đỡ. Bây giờ lại là Masketti và Zion. Họ push Zion hơi lỗi, đáng lẽ họ push Zion trên cao một chút thì mình sẽ khó khăn hơn. Thủ ra con này, các bạn nhìn thấy ba con Zappy này rất là tốt. Đây, khi mà chặn tanh rất tốt. Và đó, khi mà gặp những cái deck mà có Zion mà gặp ba con Zappy này, đúng là Zion không thể đấm được một cái nào luôn. Mình nghĩ là khi mà ra hai con Zappy này thì mình nghĩ là con Zappy này sẽ là một meta hữu hiệu. Sẽ là một trong những meta hữu hiệu trong cái những này. Bây giờ thì đấy, các bạn có thấy là con Zappy nó sạc giáp. Còn cái trụ không thể bắn được luôn. Bây giờ cái trụ nằm xuống rồi. Và mình sẽ thua nhanh hơn một chút. Trong cái turn này thì mình cứ thả. Các bạn lưu ý nhá, khi mà con tanh ấy mà gặp cái con Hunter thì các bạn không nên để những con support ở đằng sau đít những con tanh nhá. Tại vì là từng con nó sẽ bị trúng đạn bởi đạn tỏa của con này. Bây giờ một tình huống khá là lỗi của mình. Tuy nhiên thì mình vẫn tốt. Rất là may trong tuần này khi mà con Ram với lại con Archer xuất hiện. Tốt. Và đấy là ba trận mình vừa đánh xong. Mà bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn. Với nhận xét của mình ngay từ ban đầu với con này thì mình thấy là con này rất tốt. Mục tiêu của nó là mục xung quanh luôn. Con này rất đa năng. Còn tuy nhiên thì điểm yếu của nó là máu yếu. Vì vậy là con này mình nghĩ là dùng around thì không chết. Con này dùng around không chết. Cần fireball. Mình nghĩ là con này kết hợp với lại con tanh như kiểu Zion là mình sẽ hay. Và mình nghĩ là cái deck Pekka khi mà gặp cái con Zappy này thì mình nghĩ là deck Pekka sẽ sắp thôi. Nhưng mà deck Pekka mà có poison thì sẽ hay. Cái poison mà sẽ giết được mấy con này. Fireball cũng được, nhưng mà Pekka đâu ai chơi Fireball đâu. Còn với cái con Hunter này thì mình nghĩ là con này chỉ thích hợp với lại bắn ruồi với bắn lava thôi. Mình chưa nghĩ ra được kết hợp của nó nào. Ok, và đấy là những nhận xét đầu tiên của mình về cái bản update lần này. Và nếu các bạn thấy hay, let's like, share và subscribe kênh của mình. Vì đơn giản là nó cũng không muốn bất phí. Và có một điều nữa coming soon, đó là con Royal Ghost này. Con này thì mình cũng chưa hiểu là nó sẽ đánh như thế nào đây. Các con cũng là băng rồi, con này cũng kinh đấy. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại. Và hẹn gặp lại bạn tối nay khi mà Việt Nam Glory sẽ đánh nhà để giải APL. See you. Nhớ subscribe để nó miễn phí.